anh dễ dãi lắm, rất là chiều, ai chiều anh chết rồi em. Ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai để xem họ cảm nhận thế nào về những mối tình ảo thông qua mạng internet. Cảm ơn. Và bây giờ chúng ta xin mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai, xin mời bạn. Rồi. Em chào chị Cát Tường. Ừ, chào bạn. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào, chào các bạn khán giả ở dưới. Em tên là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên Thảo. Thảo. Dạ, năm nay em 29 tuổi. Thiệt 29 không á? Chứ chị nghĩ em nhiêu? Bốn mấy hay là hăm mấy? Trời ơi, 29 gì mà giống như 19 vậy? Chị khen em nó hơi lố đó. Có nhiều người khen em cũng trẻ, khoảng 22 thì có, chứ mười mấy thì nó hơi lố. Thấy em cũng hơi lố rồi đó. Mà hiện giờ Thảo Thảo đang làm việc ở đâu? Dạ, em đang làm việc ở công ty B&G. Công ty dạ. B&G. Mình làm cái nhiệm vụ công việc gì? Dạ, em làm nhân viên phòng thí nghiệm. Chị, mà chị biết B&G là công ty gì không? Bột giặt. Dạ, em sợ anh lộn qua Vàng Bạc Phú Nhuận nên em phải nhắc trước á. Dạ. Em mà nói đố này mà em đố gặp nghe anh Quyền Linh là em thua rồi. Quyền Linh cái gì anh cũng rành hết trơn á, anh giỏi lắm. Dạ không, em cũng biết chị, em coi chương trình nhiều, em thấy anh cũng tám dữ. Rồi mời bạn nam ra đi anh. Lên đứng nhất là chặt chém bên kia xong quay qua tôi nữa ha. Nhớ đi nha. Rồi xin mời bạn trai. Có tôi đây. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Cùng quý vị khán giả, lời đầu tiên gửi chương trình chúc sức khỏe đến mọi người và mong đầu năm cuối năm gặp may, gia đình luôn hạnh phúc sum vầy. Hơi bị khớp đúng không? Dạ hơi bị rung. Bạn tên là gì? Dạ em tên Duyên. Em nay 30 tuổi. Tên Duyên hả? Dạ. Tên giống gái quá. À, tên giống gái làm nghề gì bạn? Dạ em làm bên thiết kế thi công hệ thống điện, gọi tắt là đun dây điện. Tại sao thấy bạn lại đẹp trai thế này cũng phong độ này mà chưa có bạn gái? Tại vì là lý do em ế là một xu thế của quốc tế. Ế là một lợi thế để mình bàn mưu tính kế. Mình xây dựng tình thế để khống chế tình yêu. Trời ơi trời. Rồi chúc mừng em. Em đã gặp được đối thủ. Bây giờ em ngon em chặt chém cái anh ngồi bên kia màn kìa. Chứ em đừng có chặt chém MC nha. Dạ dạ. Rồi bây giờ chị em. Anh ơi, em nghe anh nói nguyên một cái câu đó, em cảm thấy em cũng lo ngại cho bản thân quá. Tại em không thấy cái gì là tình cảm thiệt là tình của anh tìm người tử tế chẳng hạn. Chứ giờ anh đi mua tính kế chắc em chết quá. Không sao đâu em. Anh dễ dãi lá thích là chiều, ai kiều anh chết rồi em. Nãy giờ anh nói xong là em cứ nghe chữ kế là em thấy em rung lại bẫy rồi. Vậy á hả? Hiện tại giờ anh đang dùng nam nhân kế nè em. Anh thi triển danh Quyền Linh hả? Chứ em chưa thấy được cái nhan sắc của anh giờ sao ta? Cái nhan sắc của anh là gọi là chim sa cá lặn em ơi. Ông ấy hai đứa thò đầu qua coi mặt nhau luôn đi. Anh ơi, anh nói câu đó mà khán giả cười quá trời luôn. Em nghĩ chắc nghiêng thùng đổ nước rồi. Nói thôi chứ anh thông báo em bên đây rung lắm. Tay chân quý quá trời ngồi nè. Nó ngồi bật nút ra luôn nè. Tôi nghe vô là làm thơ mà em quá tin mà. Ờ đó vậy bạn yêu bao nhiêu người rồi bạn? Dạ hai người. Hai người, hai dạ. Người đó là... Một người thời đi học, còn một người thì đi làm rồi chị. Rồi tại sao chia tay? Người đi học thì sao? Người đi học thì bạn đó cũng dễ thương lắm nhưng mà tính hai người không có hợp. Người thứ hai là em rình Facebook người ta, em phát hiện người ta có bạn gái rồi cái em bỏ. Bạn quan điểm thế nào về tình yêu? Trong tình yêu là đừng có thẳng tính quá. Thẳng tính là sai. Giả này người ta mới thích. Gì nữa? Anh đang nói em đó chị ơi. Bạn Thảo hôm nay bạn đến đây có ai đi theo cổ vũ bạn không? Dạ có. Đồng nghiệp với lại bạn. Đồng nghiệp của bạn đâu? Dạ ngồi bên dãy bên kia. À chào các bạn. Dạ. Ủa cái Thảo ơi hốt đi là hốt cái gì vậy bạn? Dạ có cái gì hốt được hốt hết chị. Nhưng mà bạn thấy bạn trai như thế nào? Cảm nhận của em á, ảnh rất là hài hước. Chị em thì cũng rất là hài hước. Như anh chị thấy là 1 9 1 10. Nếu mà chị hốt được thì hốt về chắc cười, không có buồn đâu. Rồi cảm ơn bạn. Qua tôi coi mới được, chết rồi. Trời ơi, chào. Sao mà cái mặt cái kiểu nói chuyện nãy giờ nó quớt nhau vậy? Tưởng tượng hình dung ra bên này nghe Hường là một cái anh chàng là cái như là nó lớn tên, lớn ca, lớn cất mà sao cuối cùng là... Thấy bảnh không chị? Bảnh. Có bảnh. Ngứa mặt lên tao nhìn cái gì mà cúi xuống dưới vậy? Em mới cỡ chị. Chắc chết. Tại vì nhìn chị đẹp quá em mới cỡ. Nữa thôi thì tập trung bên đây đi đừng quăng tôi nữa. Bài thơ nào hay nhất đọc nghe. Để đọc bài thơ nào khen sắc đẹp của tôi coi. Chị Tường hôm nay đẹp quá. Em hôn chị lên má.
hết rồi chị. Suy nghĩ rồi hết. Thua, sư phụ. Trời ơi, đứng đó ổng đẹp, ổng hôn thiệt nữa, mệt nữa. Nghe không Tư? Hồi là làm thơ nữa đó, kéo màn lên là làm thơ. Bây giờ hỏi là mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Mẫu người của em là người đó là phải tiền thoáng mà nở hậu càng tốt. Em thì em không thích mấy người mà người phụ nữ thủy chung trước sau như một, giống LCD với mình. Em nói bên kia nghe rõ chưa? Nghe. Em có thần tượng một người phụ nữ nào không? Có thể người yêu giống ai không? Đẹp hơn chị Cát Tường tí. Phải đẹp hơn chị Cát Tường hả? Dạ. Mẫu người nào em không thích? Ăn hàng rồi đi tắm, đi nói xấu người khác. Nãy giờ bên kia có nói xấu bên đây chưa? Nãy giờ chém em dữ quá rồi. Ta chém thôi chứ ta có nói xấu hồi nào đâu. Còn bạn, cái mẫu người lý tưởng của bạn là như thế nào? Em thích cái người này, con trai họ phải hơi men một xíu. Men là cái tính thôi, nhiều khi có thể là cái hình thái là giống như là thư sinh nhưng đừng cái da u thịt bắp lắm. Nhưng mà dạ, nhưng mà bạn tính bạn men một chút và bạn cũng thẳng thắn. Nên nói với anh Huyền Linh á. Mẫu lý tưởng của em là giống như anh Huyền Linh. Gần giống đó, dạ. Vậy bây giờ cái mẫu người nào là bạn không thích? Dạ, mặt mà nó hơi ác ác với đểu đểu. Tại sao không thích đểu? Đểu nhưng mà nhiều khi cái mặt ta vậy nhưng mà người ta vẫn tốt, đẹp trai là được rồi. Dạ thì em thích cái người có nụ cười hiền. Còn mặt mà ác với đểu thì thường thường nó có cái phong cách sẵn rồi chị. Là nó toát ra luôn rồi. Vậy là anh Huyền Linh là cười hiền á hả? Anh Huyền Linh anh cũng thẳng tính. Cười nó thẳng tính không có thể nổi. Em thấy anh có đểu không? Dạ cũng giờ thì thấy hơi hơi rồi đó. Xa xa vậy. Xin lỗi anh. Anh làm em run quá, em nói lộn á. Chứ em thích anh. Được không anh? Nhắm người cặp này ổn không? Cá tính cũng ổn. Phải hai không? Người này về lấy nhau về bảo đảm nhà vui lắm. Thôi cho kéo màn lên đi, cho hai em lên nhìn nhau đi. Riêng mọi người 2 phút nhưng cặp này là 5 phút. Thôi làm thơ hết 4 phút. Rồi hai người nói chuyện lớn lên nha, bản lĩnh lên nha. Cô ta bản lĩnh lắm ha. Anh này cũng giống giống Huyền Linh, đẹp trai Huyền Linh. Chào em. Sao nhìn anh? Dạ. Nhìn người này. Dạ em chào anh xong anh nhìn anh đó. Dạ. Chào em. Dạ em chào anh. Nhìn em rất là ngon. Búp. Trời ơi. Anh nói câu sao cái em cũng muốn ha. Ừ. Bị ngọng rồi. Vậy anh khen em chỗ đó em ngại quá. Thí dụ như anh khen em đẹp đi hay trẻ gì đó là em thích hơn đó. Cho anh hỏi tí nha. Nhà cục cưng ở đâu? Dạ em có nhiều nhà lắm. À. À, nhà trọ hay nhà ở? Nhà nào cũng được em. Dạ vậy nhà trọ em ở đây anh. Quê em ở đâu lần? Dạ em ở Khánh Hòa. Em muốn gì hỏi anh không? Em muốn gì hỏi anh là em bây giờ em chỉ có muốn. Ý nói là anh muốn gì hỏi em á, tức là nói ngược lại. Dạ anh muốn gì hỏi em thì anh cứ hỏi đi anh không sao nữa. Nãy giờ anh hỏi rồi, để nhiều khi anh lanh quá rồi em bị khớp nữa. À, chắc đúng là cũng hơi khớp thiệt. Bạn anh hôm nay ai đi theo anh vậy? Anh có người thân đi theo, đi thân anh đi. Dạ chào chú ạ. À. Chú là gì? Tôi là cậu của Duyên. Chú thấy hai người có hợp không chú? Thì cái tùy hai cháu thôi. Còn mình là chỉ bây giờ hồi xưa người ta nói cha mẹ đâu con ngồi đó, chứ bây giờ con nó đặt cha mẹ ngồi. Dạ cảm ơn chú ạ. Rồi chúng ta còn một phút nữa nói chuyện với nhau. Tí nữa nhớ bấm nút đỏ bình chọn cho anh được nha em. Cái lộn like cho anh rồi. Anh câu like của em rồi anh có like cho em không? Có, anh like 1000 like cho em luôn á. Trời hết giờ. Rồi chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để chọn nút đỏ. 1 2 và 3. Thấy ổn không? Dạ cũng vui. Vui hả? Nắm tay nhau đi. Anh sẽ vì em làm cha thằng bé em. Em thấy anh dễ thương không? Vui tính. Vậy thôi chứ tâm hồn yếu đuối lắm em. Hả? Em thấy tâm hồn em cũng yếu đuối nữa. Vậy giờ ai lo cho em vậy? Hai người yếu hết trơn hả? Dạ. Cho một kia lo đi. Dạ. Hôm nay rất là vui khi mà hai cặp họ đã chọn nhau bấm nút đỏ. Chúc mừng hai cặp đôi ngày hôm nay một tràng pháo tay thật lớn. Bây giờ họ sẽ quay số để chọn những phần quà từ Toshiba. Cặp đôi đầu tiên, hai bạn nắm tay và bắt đầu quay. 1, 2, 3. Chúc mừng hai bạn. Và bây giờ chúng ta đến vòng quay may mắn. Mời bạn nữ của cặp đôi thứ nhất.
bây giờ mời em. Tủ lạnh. Như vậy là còn hai cái tivi dành cho hai bạn nam. Phần câu hỏi dành cho khán giả trả lời để nhận giải thưởng từ chương trình với các sản phẩm của Toshiba. Ở mỗi tập phát sóng, các khán giả hãy đón xem và trả lời câu hỏi ở phía cuối chương trình để nhận được một trong ba phần quà là TV, tủ lạnh hoặc máy giặt. Nhưng ở lần này trong 4 bạn tham gia, có 4 bạn may mắn trúng thưởng. Vì vậy, sản phẩm cho khán giả tuần này là Smart TV LED L5450, trải nghiệm giải trí đỉnh cao tại gia. Tất cả sẽ dành cho khán giả có câu trả lời chính xác nhất trong vòng một tuần kể từ sau khi chương trình phát sóng trên trang Facebook Bạn Muốn Hẹn Hò. Câu hỏi của tuần này như sau. Bạn nữ cặp đôi thứ nhất tên là gì? A. Hồng Mai, B. Hồng Loan, là C. Hồng Vàng. Và câu thứ hai rất đơn giản là có bao nhiêu người trả lời giống như bạn. Và bây giờ Cát Tường và Quyền Linh xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tuần sau. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình HTV7. Cảm ơn sự đồng hành của Dopamine. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng công ty MCV hợp tác sản xuất.